Chung Trần Mô Tô xin chào tất cả anh em đam mê xe phân khối lớn trên cả nước ha. Tiếp tục hôm nay Chung xin giới thiệu với anh em một chiếc xe đến từ Anh Quốc rất là quen thuộc. Chung đã bán rất là nhiều ha. Đó là em Triumph Speed Twin 2023 model year số VIN đúng 2023 nha cả nhà. Biển số Sài Gòn đúng một chủ đập thùng. Đó là đôi vợ chồng trẻ đã đập thùng chiếc xe này. Và con xe này là màu tương đối đặc biệt nha, cái tên gọi là màu Matte Silver Eye ha. Đó, 2023 Speed Twin 900, biển số Sài Gòn đúng một chủ đầu thùng, quá trời mới luôn. Có thể thấy xa xa anh em thấy ngay cái đèn xi nhan có cái tem năng lượng không? Đó thì cái tem đó là cái tem năng lượng từ nhà sản xuất dán lên còn nguyên zin luôn. Odo đi được 5.000, 5.500 ha. Full ABS trước sau, hai chế độ chạy mod, hai chế độ chạy range và road. Bản này so với bản mới thì tăng 10 mã lực, mấy cái đó anh em biết rồi ha. Hail Rumble trước, đây full hai đĩa, full hai chìa khóa nha. Đó và cái mã chìa đây số VIN nè, từ nhà sản xuất còn bấm ở trên cái sâu chìa khóa luôn đó, chứng tỏ con xe rất là được giữ gìn, mấy cái đó mới còn lại tới bây giờ. Và anh chị này cũng đi rất kỹ nha, còn giữ từng ly từng tí những cái đó luôn, số VIN nè quá trời rõ quá trời đẹp luôn. Đây đó, mấy cái tem thông số nó nằm ở trong, ở bên trong này nè, chung lọn tay vô chung quay cho mọi người xem đó, thấy không? Đây đó, mấy cái đó giá trị lắm nha anh em, những cái xe cũ hay là như thế nào tháo đồ lắp đồ chơi nhiều rồi xịt rửa rồi làm chén cỏ hay gì vân 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 thì nó sẽ dính nhớt và mọi thứ nó sẽ bị bong tróc rất là nhanh. Tay thắng hay thẳng bằng ha, mới tinh, tay zin quá trời mới luôn, cực kỳ mới, gù zin cũng mới luôn, không có dấu cấn đụng gì hết, xe chỉ có mới đi 5.000 thôi. Biển số Sài Gòn thuế rút nhập toàn quốc chỉ có 1%, không tốn thêm tiền biển số ha. Thì con xe Speed Twin này nó cũng giao dùng chung động cơ như là Triumph T100 nha cả nhà, y chang nhau thôi, chỉ khác về kiểu dáng, dáng ngồi, cặp bánh, cái kia là bánh tâm, này là bánh mâm ha. Và bánh mâm của cái đời Speed Twin 2023 thì nó cũng có cải tiến nha, anh chị em phải nhìn kỹ vào thì mới thấy được đó, vành 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 nó khác nhau nha, nó được phay phay những chi tiết, một một cây nó sẽ phay một cây, rồi một cây màu đen rồi sẽ phay một cây nhẹ nhàng thôi, đĩa là còn rất là dày đó. Heo là heo Rambo ha, xe được lắp nhiều đồ chơi lắm rồi, bảo vệ gầm, bảo vệ két nước, hãng chống đổ hãng nè, khung chống đổ hãng nè, ốp lốc máy hai bên này rất là lạ nha, đó là bộ ốp lốc máy T-Red 4 triệu mấy á nha, ảnh mua như là 4 triệu 2, 4 triệu rưỡi gì đó. Đó, bộ bộ ốp này đẹp lắm, bộ ốp này Trung thích nha, nó giống như cái bộ ốp của những con xe sport hay đó, T-Red thương hiệu đó thì ai cũng biết rồi. Đây Speed Twin Matte Silver Eye thì nó sẽ có đặc trưng là một cái lằn dạ quang, cái tem của nó là một cái lằn dạ quang ha, đó có những cái lưới thông hơi ở bên hai cốp gió rất là hay. Triumph cao su dán bình xăng ha, miếng cao su dán bình xăng đó không cũng 2 triệu mấy á, 2,6 triệu thì phải, chung nhớ là vậy. Nắp xăng zin, dùng chìa khóa, đặc biệt là cái yên đã được anh chị làm lại dạng như là làm mút, nó êm hơn nha, to hơn, mút êm hơn và bọc lại bằng da xịn ha, chung ngồi rất là thoải mái luôn đó, để cho hai anh chị này ngồi đi đôi mà đó, họ họ phục vụ cái nhu cầu nó tốt hơn, chăm sóc con xe nó tốt hơn. Đây và ba ga tay dắt sau, bánh trước bánh sau rất là mới ha, lồng gió gai gió còn đầy đủ, đúng chất Odo 5.000, không hơn không thiếu, chuẩn biển số Sài Gòn luôn, chỉ sâu về cui quá trời mới luôn đó, cái vành ABS là quá trời mới luôn, đi không xước xát, không có cả cát, không có bị chạy xước gì hết, nguyên con xe quá mới. Rồi anh em thấy thích và hợp nhãn thì chung chia lại con xe này với giá rất là hợp lý nha, chỉ có là 316 cành, 316 cành đó, so với một con xe mua hãng thì cũng đã gần
nếu khuyến mãi này nọ đi thì cũng gần 38 hoặc là trên 38 tí xíu đó, và lắp thêm những cái món đồ chơi mười mấy 20 triệu gì nữa thì con xe sẽ bị đội giá. Nhưng mà cái này mình mua như vậy lướt thì nó rất là lợi ha, túm lại lợi hơn mấy chục hàng trăm vẫn là lợi nha cả nhà đó, ai tính cảm thấy lợi thì mua, bao check hãng thoải mái, check hãng toàn quốc luôn, ok thì mới lấy. Rồi anh em thích con xe này thật, xin liên hệ với Trung qua số điện thoại 0932111288 và xem xe ở quận Bình Thạnh. Cảm ơn anh em rất là nhiều, xin anh em hãy like share kênh Trung để theo dõi những cái clip sau một cách nhanh nhất, đón nhận những cái sản phẩm mình ưa thích nha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những clip sau.